Đây giới thiệu bà con số dòng ơ nha. Đây ơ chín. Ơ chín. Ơ chín là chín ngựa nha bà con, chín mã lực, chín thấp B. Ơ tám. Ơ tám ngựa, tám thấp B bà con. Đây ơ tám có đề nè, dành bà con nào thích chọn đề là nhẹ đề là chạy thôi. Có một thấp đề màu đen bà con, bấm nhẹ là chạy thôi. Mấy dòng ơ thì rất là bền bà con, có bố dục nên chạy rất im. Chạy oxy tôm cá rồi nè. Đây ơ 75. Ơ 75 đó. Đây ơ 7 có đề. Ơ 9 con này đẹp rồi con. Con này rất là đẹp. Ơ 8 có đề luôn. Mitsu 85 là số 85 đó bà con. 85 là 85. Đây RG 85-2. Đây Mitsu 85 có đề nè. Mitsu 85-85. 4 thớt 3 thớt. Tất cả dòng máy đều có phụ tùng thay và được bảo hành đồng hoàng nha bà con. Bà con bỏ tiền ra mua là phải xài cho được, cho ngon mới được. Bà con bỏ số tiền rất lớn nên phải bảo hành cho bà con xài. Hàng này hàng đẹp đẹp, dành cho bà con mua lẻ nè. Hàng này là ok luôn. Rất đẹp bà con ơi. Hai quay ngon là chín rồi. Đây IC6. Đó cũng khá đẹp. IC là sinh dưỡng bà con, IS là sinh bìa. Đây IC8, IC9 đây. Đây là IC8. IC8 đây, IC8 là 2 giây, IC9 là 3 giây. Đây CT553 sinh bìa. Đây CT601 sinh bìa luôn. IC6. Đây K700. Đây IS, đây IS là sinh giữa, đây sinh bìa, đây đây là sinh bìa. Đây số dòng nghĩa đĩa các bà con. Anh nào hỏi có phun thuốc điện, có phun thuốc điện có đây, 750 ngàn một bình phun thuốc điện. Đây là một số dòng máy nghĩa đĩa nè. Ga 75, ga 85, ga 85 đẹp nè con. Xu 11. Ga 75 đẹp nè. Con này đẹp dữ lắm nè. Con này là 6, là 6 ngựa nè, 60 là 6 ngựa. Con 50 là 5 ngựa, chở vỏ bơm nước và chở oxy tôm là vừa đó. Nó xu 7, 7 ngựa. Nó 7 đầy đủ luôn. Đó là con lứa dòng máy nghĩa đĩa. Mình còn K700 không anh ơi? Đây Mitsu, dòng máy rẻ dành bơm nước. Máy này dòng này rất là rẻ. Đó là một số dòng nghĩa đĩa. Bà con nào có nhu cầu alo 088 635 6707.